Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu trong quá trình vận chuyển hành khách dịp cuối năm, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn của 100% phương tiện. Theo đó, chỉ các phương tiện đảm bảo kỹ thuật, lái xe đủ sức khỏe mới được tiếp tục tham gia vận hành xe. Để công tác quản lý, đảm bảo quá trình xe vận hành trên tuyến được an toàn, ngoài việc hoàn thiện hệ thống camera giám sát hành trình phương tiện, cũng kết nối chặt chẽ giữa hai đầu đi và đến, qua đó nắm bắt được thời gian lưu hành của phương tiện và thái độ phục vụ hành khách của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường giám sát hoạt động đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách, tăng cường công tác quản lý, điều hành đối với hoạt động kinh doanh vận tải các bến khách, tuyến buýt. Thực hiện nghiêm túc phương án khai thác tuyến đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nghiêm cấm bỏ chuyến, bỏ nốt, ký hợp đồng ra vào bến xe ở hai đầu tuyến theo quy định, thực hiện đúng quy định về việc ghi chép, quản lý và sử dụng, lưu trữ lệnh vận chuyển. Trên tuyến đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư nút giao thuộc địa phận xã Trung Nghĩa hướng đi cầu Hưng Hà bị mất tín hiệu 4 tháng qua, khiến nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra. Vụ va chạm mới nhất vào ngày 2 tháng 1 năm 2023 giữa hai xe máy tại ngã tư này được camera hành trình của xe ô tô ghi lại. Điều đáng nói là cũng tại nút giao này đã xảy ra hàng chục vụ va chạm giao thông do hệ thống đèn tín hiệu bị hỏng trong nhiều tháng qua. Theo người dân phản ánh, một cột đèn tín hiệu tại đây bị hỏng nhưng không được cơ quan quản lý cho sửa chữa, dẫn đến rất nhiều vụ va chạm đã xảy ra. Điểm đen giao thông này đã từng xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, phần lớn liên quan đến xe ô tô đi với tốc độ cao. Do hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, thậm chí loạn tín hiệu, đe dọa sự an toàn để các phương tiện lưu thông. Đây là tuyến đường có lưu lượng xe cộ qua lại mỗi ngày lớn. Vì vậy, khi không có đèn tín hiệu giao thông, khiến việc di chuyển, chuyển hướng qua đường rất nguy hiểm. Đặc biệt, vào các giờ cao điểm, việc xáo trộn giao thông thường xuyên xảy ra. Cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông. Để hạn chế tai nạn giao thông, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, nhất là những vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Thực tế cho thấy, cuối năm, lượng người tham gia giao thông chở hàng hóa, đón chở khách, người tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia cũng cao hơn so với những tháng khác. Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, trong đó tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, vượt quá tốc độ cho phép, tránh vượt không đúng quy định, xe chở quá tải, chở quá số người, không đủ mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy. Cuối năm là cái phương tiện giao thông lưu lượng nó đông, thì mong anh em cố gắng không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến dịp cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động 100% quân số tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người và phương tiện khi tham gia giao thông. Có các hành vi vi phạm như người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuần tra, đấu tranh phát hiện kịp thời, xử lý các loại tội phạm như buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo, vũ khí, vật liệu nổ, hàng lậu, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Trong dịp cuối năm này, chúng tôi cũng tuyên truyền và đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông và không sử dụng rượu bia khi lái xe tham gia giao thông để hạn chế, đẩy lùi những tai nạn. Năm 2022, với nhiều đợt ra quân trấn áp tội phạm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý trên 11.000 phương tiện vi phạm về an toàn giao thông, xử phạt gần 30 tỷ đồng. Trong đó có gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Những ngày cuối năm, khi mà lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, đòi hỏi các lực lượng chức năng và các ngành, địa phương cần có những giải pháp quyết liệt để kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023 của Giám đốc Công an tỉnh, thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên các cái tuyến giao thông, trong đó tập trung là các cái hành vi như là vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, rồi là các cái vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp,
mong rằng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn những ngày cuối năm sẽ được đảm bảo an toàn, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.